tài tử Phương Thế Ngọc Trần Tùng Dũng qua đời. Trần Tùng Dũng là diễn viên gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ. Ông từng tham gia các bộ phim nổi tiếng như Bi Tình Thành Thị, Phương Thế Ngọc. Ngày 17 tháng 12, Transina đưa tin nam diễn viên Trần Tùng Dũng qua đời ở tuổi 80. Ông từng vượt qua Thành Long để giành giải nam diễn viên xuất sắc tại giải Kim Mã. Theo Sina, Trần Tùng Dũng cảm thấy khó thở và được đưa đi điều trị nhưng không qua khỏi. Năm 2006, ông từng bị đột quỵ phải cấp cứu do uống nhiều rượu và lượng đường trong máu cao. Tuy nhiên, sau khi khỏi bệnh, Trần Tùng Dũng không có lối sống khoa học hơn và vẫn giữ nhiều thói quen không tốt cũ. Năm 2009, ông phải nhập viện một lần nữa vì xuất huyết dạ dày và có nguy cơ bị mù. Từ đó, nam diễn viên mới giữ sức khỏe. Theo QQ, trong thời kỳ nổi tiếng những năm 1970-1980, bên cạnh việc đóng phim, Trần Tùng Dũng còn kinh doanh buôn bán ngọc và có thu nhập tốt. Những năm cuối đời, ông không có thu nhập đáng kể, sống cô đơn vì không lập gia đình và không có con cái. Nam diễn viên thuê một người chăm sóc và coi như con gái. Trần Tùng Dũng cho biết ông có một khoản tiết kiệm, sẽ trao cho bảo mẫu khi ông qua đời. Trần Tùng Dũng sinh năm 1941, ông gia nhập giới giải trí khá muộn. Năm 30 tuổi, nam diễn viên đóng bộ phim đầu tiên là Cửa hàng A Công. Đến năm 1979, ông mới tham gia tác phẩm tiếp theo. Diễn xuất của Trần Tùng Dũng được giới chuyên môn đánh giá cao, dù thể hiện nhiều vai phụ. Ông từng vượt qua Thành Long, giành giải ảnh đế của Kim Mã, giải thưởng điện ảnh do Đài Loan tổ chức. Trần Tùng Dũng từng hợp tác với nhiều diễn viên huyền thoại như Châu Nhuận Phát, Lý Liên Kiệt. Trong Bi Tình Thành Thị, ông đóng chung với Lương Triều Vĩ. Nam diễn viên được khán giả yêu mến với bộ phim Phương Thế Ngọc 1993, đóng cùng Lý Liên Kiệt. Ông còn tham gia các phim Tiểu Tử Cương Thi, Tân Đào Thái Lan, Hài Tử Vương, Gia Đình Lưu Manh.